Kỹ năng hút dây kính chào các bạn. Trên tay mình là mẫu hoa Hubo, một số bạn còn gọi đây là hoa băng. Và mẫu này mình kết hợp từ 5 bông hoa tạo thành một móc khóa hoặc là một cái bông hoa để chúng ta treo ba lô. Và chúng ta muốn thực hiện được 5 bông hoa liên kết với nhau như thế này thì chúng ta phải cần hai cách thắt. Một cách thắt là hai đầu dây và một cách thắt là thắt từ một đầu dây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đầu tiên, đó là cách thắt từ hai đầu dây. Và để thắt được cách này thì đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện cho mình là mẫu cúc áo để chúng ta thực hiện mẫu hoa băng này. Và sau khi chúng ta thắt xong thì một đoạn dây chúng ta phải thắt được một hoa. Thì mẫu thực hiện từ dây đơn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở video lần sau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thắt bằng hai đầu dây. Chúng ta chia đều. Đoạn dây bên tay phải các bạn thắt cho mình một nút chịu đơn. Ở đây mình sẽ không thắt nút áo ở trên nha các bạn. Chúng ta xoay lại mặt sau. Chúng ta dùng đoạn dây bên tay phải. Chúng ta xỏ từ dưới, chúng ta xỏ lên. Đây là cánh thứ nhất, cũng là cánh ở phía chỗ vị trí cúc áo đó các bạn. Ở hoa băng này thì mỗi một cánh hoa sẽ được hai dây lồng vào. Chúng ta dùng dây bên tay phải xỏ từ dưới, xỏ lên và chúng ta lồng vào vị trí cánh hoa. Chúng ta lồng vào từ trên, chúng ta sẽ xỏ xuống. Lúc này các bạn nhìn thấy đoạn dây bên tay phải của mình là đoạn dây nằm ở trên cánh đó các bạn. Chúng ta sẽ xỏ từ dưới, chúng ta xỏ lên. Chúng ta xỏ duy nhất một cánh đó thôi nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn sẽ thực hiện cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ hai phía bên tay phải của mình. Và vị trí cánh thứ hai sẽ nằm bên tay phải. Chúng ta dùng đoạn dây bên tay phải. Vẫn là vị trí chúng ta vừa xỏ qua đó. Chúng ta quay lại, chúng ta xỏ một lần nữa để tạo cánh thứ hai bên tay phải. Mẫu hoa này sẽ có 4 cánh các bạn. Chúng ta có cánh hoa thứ hai bên tay phải. Tiếp tục chúng ta sẽ xỏ từ dưới, chúng ta xỏ lên. Và như trước mình nói, mẫu hoa băng này sẽ được hai dây lồng vào cánh. Chúng ta có bên tay phải là một cánh rồi, một dây rồi. Chúng ta sẽ xỏ lồng vào một dây nữa là chúng ta sẽ được hai dây đôi. Rồi các bạn thấy cái phần mình kéo cánh đó. Lúc này chúng ta sẽ xỏ từ dưới, chúng ta xỏ lên. Chúng ta có cánh trên nè, cánh bên tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cánh bên tay trái của mình. Chúng ta sẽ xoay hoa về phía mặt sau. Lúc này các bạn nhìn thấy đoạn dây mà nằm ở cánh phía trên đó. Đây chỗ mình kéo đây. Đó, bằng vậy đó. Chúng ta sẽ tạo cánh bên tay phải. Có nghĩa là cánh chúng ta đang làm là cánh bên tay trái đó. Giờ chúng ta xoay hoa lại. Chúng ta tạo cánh. Chúng ta sẽ xỏ từ dưới, chúng ta xỏ lên. Các bạn nhớ là dây chúng ta sẽ đè lên đòn dây phía bên tay trái nha. Lúc này cánh hoa chúng ta sẽ được lồng 2 dây thì các bạn sẽ xỏ vào cánh hoa luôn. Rồi, các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ nằm ở phía dưới. Hồi nãy chúng ta đè lên, bây giờ chúng ta nằm lại ngược lại phía dưới và chúng ta xỏ vào 2 dây của nó. Nhớ nằm ở phía dưới, các bạn nằm ở trên là sai nha. Chúng ta xỏ vào 2 dây đó. Như vậy là chúng ta đã có mẫu hoa băng hay còn gọi là hubo 3 cánh. Còn cánh còn lại thì các bạn cứ tạo một vòng dây thôi là chúng ta sẽ có cánh thứ 4. Và chúng ta rút đều lại nào. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ theo dõi phần 2. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện bằng 1 dây để tạo hoa hubo hay hoa băng, hay các bạn có tên gọi nào khác, hãy để lại bình luận để chúng ta cùng chia sẻ nha. Chúc các bạn thành công. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ mình nhé.